Em xin chào cả nhà mình nhá. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là chị Nguyễn Hường. Chị thì ở trong Tố nhá mọi người nhá, ở trong Tố gọi là khu vực Liên Hoa, Đáp Thảm. Thì do là duyên nên là chị Hường đã có duyên đến với Lan Spa để điều trị với một cái ca mặt sẹo rỗ. Cũng đã điều trị rất là nhiều nơi mà không có kết quả. Và khi mà điều trị ở các nơi thì người ta dùng phi kim, lan kim và chị cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng khi đến với Lan Spa thì Lan Spa không sử dụng bất cứ một máy móc nào hay là công nghệ nào để đi lên mặt của chị, mà chỉ sử dụng đó là massage. Sau đó thì mình sẽ bôi thuốc cho chị nha mọi người nha. Thì mọi người cùng xem cái mặt mà trước khi chị đến với Lan Spa thì là sẹo rỗ rất là nhiều, sẹo rỗ rất là nhiều. Chị bảo là nhìn lại cái mặt của chị ấy, bây giờ chị còn thấy kinh nhá, và nám vầng, nám mảng và bị cháy do là lăn kim sai kỹ thuật nha mọi người nhá. Thì bây giờ Lan sẽ cho mọi người xem suốt cái quá trình điều trị của chị. Thì là ngày đầu tiên mà chị đến với Lan Spa thì sẹo rỗ rất là nhiều nhá mọi người nhá. Chị nói là bây giờ chị nhìn lại cái mặt của chị ấy, chị còn không nhận ra chị nữa luôn. Mọi người nhìn sát màn hình giúp em nha. Đó, người nhìn sát màn hình. Và những ngày điều trị sau đó của chị này mọi người này. Đó, những ngày điều trị của sau của chị này. Đây, đây là khi mà đang vào thuốc của bên nhà mình, Black Lucy Woman, đại diện cho sắc đẹp nha mọi người nha. Đó, đây là khi mà chị đang bong số 1 này mọi người này. Quy trình phục hồi toàn bộ cái cơ sẹo ở trên mặt của chị, và phục hồi tất cả những cái vầng nám như là nám nội tiết, nám nám đinh, nám vòm và nám nám khói nha mọi người nhé, xung quanh cái bề mặt của chị. Và hiện tại đây là cái kết quả mà Lan Spa đạt được sau những cái ngày mà chăm chỉ cả hai chị em. Hôm nay thì Lan cũng gửi lời cảm ơn đến chị khách của mình rất là nhiều, vì đã tin tưởng cũng không ngại đường xa để mà đến với Lan Spa, đã đặt niềm tin vào Lan Spa. Cảm ơn chị rất là nhiều, cảm ơn Black Lucy Woman đã tài trợ những cái khuôn mặt đẹp, cứu những cái làn da đã bị nát, đã bị hỏng do sử dụng quá nhiều những cái mỹ phẩm. Đó, bây giờ thì mình sẽ lấy những cái cảm nhận từ chị khách hàng của mình. Đó, em xin chị với một phút để chị nói ra những cái cảm nhận của chính mình khi điều trị ở Lan Spa. Chị có cái gì để phản hồi với em không? Trước thì chị cũng đi làm rất nhiều rồi, nhưng mà không thể cứu được cái khuôn mặt của chị. Thế thì trong quá trình vừa rồi thì cũng có chị dâu mình cũng giới thiệu ra chỗ em làm, thì chị thấy có rất nhiều hiệu quả và đẹp lên rất là nhiều. Chị cũng không biết nói gì, chị cũng cảm ơn em rất là nhiều và gửi niềm tin cho chị. Và em cảm ơn chị khách rất là nhiều. Và đó mọi người ạ, đây là một kết quả thực sự là Lan cũng ngoài cái mong đợi, vì là cái mặt của chị ấy bị cháy nám, bị lăn kim, bị phi kim và rỗ sẹo rất là nhiều. Lan cứ nghĩ là chỉ được tầm 60% thôi, nhưng đến hôm nay thì kết quả ngoài mong đợi là đã được 90%. Cũng cảm ơn chị khách đã tin tưởng Black Lucy Woman rất là nhiều. Cảm ơn chị yêu rất là nhiều. Chúc cho chị luôn luôn xinh đẹp và hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người nha.